Mưa Sài Gòn. Cơn mưa dai dẳng, nặng trĩu như tâm trạng của tôi lúc này. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, mà suốt mấy ngày qua tôi không tài nào nghĩ ra nổi mình sẽ tặng món gì cho nó đặc biệt. Hay, ngày dài. Thôi chết đi còn hơn. À mà không được, chết rồi để thằng khác nó giựt lấy cơ hội thì không ổn. Phải tặng một món gì đó thật khác biệt, thật nổi bật. Gấu bông, chắc cô ấy đầy. Hay là tặng hoa hồng nhỉ? Thế thì đơn giản quá. Hay một món hàng hiệu. Bất khả thi. Mình nghèo kiết xác đọ sao được với bọn nhà giàu. Hay đàn cho cô ấy nghe một bài nhỉ? Thế thì cũ quá. Thôi chết đi còn hơn. À mà quên, chưa cho con Kiki ăn. Còn chưa làm vlog nữa. Vlog à? Có cách. Sau đây sẽ là phần quà của Sơn tặng cho Nguyên. Thì đây là một phần quà hết sức đặc biệt mà Sơn đã tập luyện và dành nó trong 2 tháng qua để tặng cho Nguyên. Thì sau đây Sơn sẽ không cần bất cứ nhạc cụ nào, vẫn có thể đệm nhạc và hát bài Happy Birthday để tặng cho Nguyên. Và hy vọng Nguyên sẽ thích. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, 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 you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Sinh nhật là bài Beatbox mà. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Vlog số thứ 6. Và lúc nãy thực ra là một cái tiểu phẩm và tình huống vui thôi. Thì Sơn đảm bảo với các bạn rằng nếu các bạn Beatbox bài Happy Birthday và tặng cho người thân, gia đình và bạn bè thì chắc chắn họ sẽ rất là vui. Vui là bởi vì đây là một món quà rất là đặc biệt mà các bạn đã dành công sức để tập luyện để tặng cho họ. Thì nếu các bạn nào thích bài Happy Birthday này thì Sơn xin phép được show cái lyric, tức là những cái âm thanh ký tự của Beatbox để các bạn có thể theo dõi và tập luyện. Và chỉ cần 3 âm thanh BTK và thuộc bài Happy Birthday là các bạn đã có thể Beatbox được bài này rồi. Và chúc các bạn may mắn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You, 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 you.